uống ít thôi, ngày mai anh còn đi gặp khách hàng nữa đó. Từ xưa tới giờ tôi vốn là đứa ương bướng, không nghe lời ai hết, muốn làm gì thì làm, không thích ai cản trở vào cuộc đời mình. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện này, tôi mới nhận ra là cuộc đời tôi dính líu với nhiều người lắm. Nếu tôi làm cái gì sai, không ảnh hưởng nhiều thì cũng ảnh hưởng ít tới mọi người. Tính ra anh ta là cháu của một tập đoàn lớn cũng chẳng sung sướng gì, lúc nào cũng bị soi mói, áp lực lại còn nhiều hơn người bình thường nữa. Nè, mỗi người sinh ra đều có một số phận khác nhau. Nếu như mà bây giờ mình không thay đổi được thì mình cứ chọn cách sống cùng với nó đi. Quan trọng là cái cảm xúc của anh như thế nào. Nếu như mà anh suy nghĩ cái chuyện đó tích cực thì mọi thứ cũng sẽ tích cực và cũng sẽ tốt lên thôi. Hiểu không? Cô nói đúng. Tôi sẽ tập thích nghi từ từ. Cô ta gọi. Nghe thử coi. Alo. Giờ cậu muốn tôi gửi cái clip xuống đúng không? Đúng vậy. Tôi đang cần tiền. Nếu như mà cậu đưa cho tôi 100 triệu á thì tôi sẽ gửi cái clip đó xuống. Cái gì? Nè, bộ tưởng tôi là cái mỏ vàng hay gì mà muốn đào là đào vậy hả? Nếu như không có tiền thì ngày mai đừng có gặp. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đem tiền tới. Hay vậy? Bà tống tiền anh hả? Nhiêu? 100 triệu. Hay gì 100 triệu? Trời, 100 triệu mà anh thôi được rồi có nghĩa là anh đồng ý hả? Trời, sao mà anh đưa tiền cho người ta dễ dàng quá vậy? Anh có biết là người ta tống tiền anh được một lần là sẽ có lần 2, lần 3 và những lần sau nữa không? Nè, tôi đẹp trai chứ tôi không có bị ngu đâu. Trời đất ơi, bộ tưởng tôi khùng lắm hả? Coi vậy thôi chứ tôi thông minh lắm đó. Trời, chứ anh tỉnh ở chỗ nào? Người ta mới vừa nói đưa 100 triệu cái là thôi được rồi liền à. Anh mới vừa đưa cho người ta 100 triệu cái rẹt luôn á. Nè, tôi chưa có đưa mà tôi còn chưa kể cái vấn đề tại sao tôi làm vậy cho cô mà. Cô tươm tướp rồi lên đầu tôi ngồi luôn đi. Chị rồi kể thôi coi làm sao. Nè, tôi vừa mới nghĩ ra một cái kế này. Cái gì? Để trị những cái loại người mà tham tiền như vậy nè. Kế gì kể nghe thử coi. Từ từ, bây giờ vậy nè, ngày mai tôi sẽ tới đó gặp bà ta, nhưng mà cô phải đi với tôi, chỉ có cô mới giúp được tôi thôi đó. Tới đó, cô không xuất hiện, cô núp ở một góc, quay phim lại cho tôi. Phải quay toàn cảnh tôi với bà ta nói chuyện. Tôi sẽ tới đó, mọi thứ còn lại để tôi lo. Ôi, vậy là rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi làm cái gì thì ngày mai biết. Bây giờ nói ra trước mất hay. Nhưng mà yên tâm đi, tôi không có ngu đâu. Thôi vậy đi, ăn lẹ đi rồi về. Tôi đi về rồi anh còn phải về sớm, ngày mai đi gặp bà ta nữa. Mà nè, ăn xong rồi để tôi chở vô về. Thôi được rồi, tôi tự về. Trời đất ơi, con gái mà đêm hôm khuya khoắt đi về nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, bình thường tôi cũng tự về, không sao đâu nguy hiểm. Hồi trước khác, bây giờ khác. Sao mày quan tâm tôi vậy ạ? Thì cô là anh em tốt của tôi phải quan tâm chứ. Mà chưa kể bây giờ cô là một nhân vật rất quan trọng với tôi. Nếu như tối nay về mà cô có vấn đề gì, ngày mai ai giúp tôi? Ok. Ok không? Ok. Anh không đưa về nha. Vô, hiểu à? Ok. Vô. Uống ấm thì lên thôi nha. Ok. Ê, cái ông này sao giờ này mới tới? Xin lỗi tôi ngủ quên. Thôi bây giờ làm theo kế hoạch mình đã tính đi. Từ từ. Cái kia đâu? Điện thoại đâu? À, quên. Ghi âm. Sao tôi nghĩ ra mà tôi hay quên quá. Chào chị. Đừng có nói với tôi á là cậu tới đây tay không nha. Chị ơi, chị thông cảm cho em đi. Em mang tiếng thiếu gia thôi, chứ em không có đồng bạc nào trong người hết á. Chị thấy không, em phải đi làm nhân viên quán cà phê mà. Chị làm ơn chị tháo bài giúp em đi. Cậu đừng có nghĩ cậu nói như vậy là tôi sẽ tin. Em nói thiệt mà chị. Em mà nói gian, thiên lôi dòm ngó em. Trời, chị biết không, bây giờ mỗi ngày em chỉ có 100 ngàn để xài thôi đó. Bây giờ em mà kiếm ra 100 triệu cho chị là
em phải để dành 3 năm lận đó chị. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Nếu như mà không đủ tiền á thì cậu đừng có mong mà tôi xóa cái clip đi. Chị bớt nóng đi. Chị bình tĩnh nghe em nói, em còn nhiều cái để nói với chị lắm. Muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian đâu. Chị biết không, em không ngờ á, cái công việc của chị biết vài con chữ thôi mà có quyền lực quá trời quá đất luôn. Không những bản thân em mà quán cà phê cũng điêu đứng vì chị đó chị. Em không ngờ chị có quyền sinh sát khủng khiếp như vậy đó chị. Đúng rồi. Chị biết không, hôm qua tới giờ em gom dữ lắm luôn, được có nhiêu đây nè, 10 triệu. Chị cầm đỡ giùm em, chị tháo cái clip xuống đi chị. Chị cho em con đường sống đi em lại chị. Ồ, cũng biết diễn dữ ta. Thôi được rồi, nể tình cậu á, năn nỉ tôi sẽ bỏ qua vụ này. Nhưng mà sau này á, cậu trở thành người thừa kế của công ty Minh Quang thì phải giúp đỡ cho tôi đó. Chị ơi, cái ca này khó cho em quá chị. Cái đó làm sao mà em hứa chắc được với chị? Tôi thấy cậu từ chối tôi hơi bị nhiều rồi đó. Vậy thì tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Tôi sẽ lấy trước số tiền này, còn lại tôi cho cậu một ngày để chuẩn bị. Nếu như mà không đủ thì cậu đừng có mong tôi xóa cái clip. Chào cậu. Chị ơi chị. Ê, không ngờ ông diễn xuất hay vậy luôn á. Ba, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi còn nhiều tài năng chưa có show up ra lắm. Mà sao, quay đủ hết không vậy? Không sót một giây. Yeah. Tôi sẽ lấy trước cái số tiền này và cho cậu một ngày để chuẩn bị thử. Nếu như mà không đủ thì cậu đừng có mong tôi xóa cái clip. Chị ơi. Yeah. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người quá khen. Hay lắm á. Bây giờ mình dùng cái clip này nè, khống chế người phụ nữ đó ha. Nhất định bà sẽ không dám hóc hách nữa. Kế này là của Quân hết anh. Thật ra thì phải có Chi hỗ trợ em mới làm được, chứ mình em cũng khó mà làm được. Hai đứa làm tốt lắm. Anh có lời khen cho hai đứa nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ê, nhân dịp này nè, mình ăn mừng luôn đi. Anh mời. Yeah. Ê, cô ăn gì? Sao mặt đỏ vậy? Có bị sốt không? Có mất vị giác không? Tôi nóng. Sốt gì đâu, bình thường. Thì tôi hỏi quan gì thôi mà quan tâm cô thôi, có gì đâu ghê vậy. Tôi ăn pizza, tôi ăn mì ý, tôi ăn hamburger, tôi ăn đùi gà, tôi ăn khoai tây chiên. Trời, làm gì ăn dữ vậy? Nghe anh Bình ảnh mời tính ăn cho hết tháng lương của người ta hay gì vậy cô? Được không anh? Được. Đó, nhìn miễn cưỡng nghe chưa? Được. Thì kệ đi, có sao đâu. Tôi mà vui hả là tôi ăn nhiều lắm đó. Tôi có thể một tay phải cầm đùi gà, một tay trái cầm pizza, bỏ hết cho chồng miệng ăn hết cùng một lúc. Lâu lắm rồi tôi chưa có được ăn, bây giờ chỉ cần nghĩ tới thôi là tôi có thể giống như là đang đi trên mây vậy đó, biết chưa? Cô vui hay buồn gì mà cô không ăn nhiều? Ủa, cô tưởng cái miệng cô là nồi lẩu hai ngăn hả? Một bên ăn bún bò, một bên ăn mì gói được không? Tôi ăn cái gì kệ, tôi bốc mới cho tôi ăn. Sao? Hai đứa dễ thương thiệt luôn á. Đúng là ăn cặp. Hả? Đúng rồi đó. Phải. Đúng gì mà đúng. Cặp gì cặp anh. Em nói thiệt với anh á hả? Ổng không phải là gu của em đâu. Ê, vậy chứ ai mới là gu của cô? Gu của tôi hả là phải chăm chỉ làm ăn, hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương. Trời ơi, chắc cô tưởng cô là gu của tôi. Gu của tôi là phải dịu dàng, đầm thắm, nữ tính, mong manh, dễ vỡ, xinh đẹp, đáng yêu. Xin lỗi, là mấy cái đó tôi có hết rồi, tại tôi không thèm làm gu của anh thôi. Trời ơi, cô có cái nào trong đó cô kể tôi nghe. Đúng là cặp. Cái gì anh? Cặp nữa hả? Hai tụi em nãy giờ cãi lộn quá trời luôn mà vẫn là một cặp. Không, nhiều khi gây lộn gì đó, sau này em chừng cưới nhau á. Còn lâu mới cưới. Thôi, bây giờ cưới gì tính sao? Giờ trước khi đi ăn chụp tấm hình làm kỷ niệm đi ha. Đây. Vào. Thôi. 1, 2, 3. Tắm nữa nha, đổi kiểu. Okay.
Ủa, hai đứa, hai đứa. Dạ. Nè, nè, có biết. À, thì ra là thiếu gia nhà mình bảo vệ nhân viên mới nổi nóng như vậy đó. Tội lỗi, vậy là chấp nhận ông chủ tương lai rồi. Đó, hôm bữa đứa nào khẩu nghiệp á, thì bây giờ tự giả miệng mình đi. Miệng em, miệng em. Ủa, anh Quang, em có đọc bài báo gần đây. Lần này không những mình phản không được, còn PR được cho chủ cà phê mình nữa. Chiều này của Quân đúng là cao tay. Được gì cũng mừng. Giờ đây bài báo nào cũng nói về Quân hết á. Tụi em cũng được cũng được thơm lây. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Quân nhờ làm ở tiệm cà phê mà cứng cáp hơn nhiều đó chú. Vậy hả? Tôi xin phép. Quân Anh, sao thấy con mình vậy mà ổng không vui xíu nào á? Cậu mà nhiều chuyện, ổng đuổi cậu bây giờ. À, em thấy anh nhiều chuyện trước á. Vậy tới tôi đuổi cậu. Đi làm đi. Nhiều chuyện. Nhìn đuổi mình bây giờ. Đi. Quân. Ủa, nội. Ăn coi gì mà cười vậy? Con coi hình chụp chung với chi. Tụi con mới đi ăn mừng chung với anh Bình quản lý cái vụ báo chí đó nội. Nội, nội coi nè, hình mấy anh em chụp chung với nhau vui lắm. Tấm này là sao? À, tấm này là con chụp chi. Để chừng nào con ghẹo cổ con lấy ra con ghẹo. À, Quân nè. Dạ. Con làm việc với bé Chi lâu rồi, con thấy nó là người thế nào? Cổ hả? Cổ xiên mà ai cũng sợ luôn á bà nội. Với lại cũng nghĩ khí, cho nên tính ra là đồng nghiệp tốt á. Ủa, mà nội lên kiếm con chi vậy? À, nội với ông nội đã bàn với nhau rồi. Từ ngày mai á, tạm thời con sẽ không đến quán cà phê để làm việc nữa. Bộ con gây họa gì nữa hả? Cái thằng này, sao không có xíu tự tin nào hết vậy? Con vô Minh Quang làm cho nội. Con sẽ cạnh tranh với thằng Khôi ở cái chức trưởng phòng marketing. Trời đất ơi. Thôi, con không có thích đấu đá với anh em trong nhà đâu. Với lại con có chuyên môn gì đâu mà đấu được với anh Khôi nội. Trời ơi, cái thằng này không có chí hướng gì hết vậy. Chưa thi sao biết thua. Thôi, không có tự tin đâu, thi không thắng được đâu. Quân nè, khó khăn lắm nội mới xin ông nội con được đó. Con phải chứng tỏ cho ông nội con thấy con không phải là một đứa bất tài vô dụng, con có hiểu chưa? Nhưng mà con sợ lắm. Trời ơi, có nội đây còn sợ cái gì nữa. Nội sẽ kêu chị Hảo giúp đỡ con thêm ở công ty, thế nào con cũng thắng chắc à. Trời đất ơi, vậy càng không được. Con không có thích cái trò gian lận gì đâu. Trời ơi, Quân ơi, con muốn làm nội tức chết con mới chịu đúng không? Nội, sao nó nói gì kỳ vậy? Nội bây giờ chỉ biết trông chờ vô con mình con thôi đó. Con mà không nghe lời nội nữa, nội chết cho rồi đi chứ sống chi nữa đây nè. Thôi, được rồi. Đụng cái là sống, đụng cái là chết nè. Thi thì thi. Phải thi thắng mới được đó nha. Trời đất ơi. Rồi, thi thắng, thi thắng.